Ôi hơi hơi non anh Minh ơi, chưa được. Đại gậy cũng cầm buồn uổng nha. 2 4 6 trái à. Lắc hái hết luôn đi. Trái bị rụng ta. Này nó chưa được, nó hơi ngọt hơi, hơi chua chua. Tại vì nó nếu mà nó cứng xíu nó ngọt lắm, ngọt thanh luôn á. Này nó chưa chưa đủ, chưa đủ ngày giờ. ủa chứ không mừng gãy là loại đâu Em cũng tính đốn hết là thấy nó cũng cứng cứng à. Ngọt không? Hơi chua chua ha. tính trong cái mùa đám ăn 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 này không nó cái màu anh thấy cái màu hơi khác đúng không, cái trái nó không có xanh đậm nè, nhưng mà vẫn ngọt đó nha. Giờ cái này em thấy hơi hơi bị non rồi, nóng gì nữa mà nóng được rồi. mới ấy ấy à, chưa có cứng. Buồn tao không mấy ngọn đau luôn. Chưa có cứng, nó cứng xíu nữa ngon lắm. Giờ này ngon mà Thử coi, thử coi. Coi chừng nó xì nó văng giống như mình cái mặt mày kìa, uống vừa mà văng. Ừ, nó cao. Vậy mới vui. Vậy mới đúng vô vườn phải không? Ủa anh chặt cái gì kỳ có nhiêu đó hả anh ta? Này đúng, này đút cũng hút vô. Uống vậy thôi chứ quay lên video cũng được. Cuộc đời con người trọng theo tự nhiên. Ăn bằng tự nhiên phát cũng được cho nó bay. Này con hút uống ngon. Mấy cái đăng lên YouTube thì được. Tao cả. Cho anh ta coi hả? Coi coi thôi. Coi. Sợ gì nữa là sợ. Còn cái này còn cái nịt gì nữa là sợ. Phương, Phương nói mày hứa cho anh mày mận quay quay mày dớt hết chứ. Cô gà ngọt. Không, cái này nó phải cứng xíu nên nó sẽ ngọt thanh luôn á. Tại bạn bao nhiêu? Tại bao nhiêu? Cái em bán lẻ trước em để trước nhiều khi em bán 6-7 ngàn, 8 ngàn cũng có, 10 ngàn, 12 cũng tùy theo cái đợt dừa. Ví dụ đây bữa nay em có thì nhiều khi em bán cho người ta có 6 ngàn. Đủ không? Đủ không thì làm trước đi, mốt anh Phương qua đợi đi lưới sau nữa. Cho anh chờ. Cho anh đợi. Khóc quá bây giờ. Khóc gì. Tại bữa anh có đi vô đây vòng mà ảnh nhưng thấy đi vô đây cũng làm được có em cho được có 3 trái à, về trên uống thấy nó được mà hôm bữa nó hơi non. Không ngọt cái má, ngọt. Ngọt phải không? Ngọt. Mới xịt canxi hồi sáng luôn á nha. Mới kéo xịt hết 200 gram á. Đâu, mới xịt có 200 gram cho tới 2 kg. Anh cây xịt vừa bên kia ra liên tục luôn. Cây trước cây trước cửa hả? Bỏ khô mà để lên lấy gốc cây luôn, tự nó đưa xuống mưa. Anh giao rồi cho ai giao mấy? Rồi quá trời luôn cha dễ, con. Dễ ra coi cái ăn cái anh luôn. Chứ. Anh đi chút qua anh kia làm anh thêm. Anh tấm người ta mày ủng hộ cho vậy chứ. Đi ngơ ngỡ ngầu ngạo cộng người giúp nữa. Đi ông người. Mạnh xuống nó mới bành ra luôn. Nó bằng nước chứ không phải là. Đó. Cái này vừa ăn, mày vừa ăn chứ không có đến nỗi hơi non. Là nó không có chua mấy, sợ nó non quá nó sẽ chua. Với mấy cây anh thấy nè, cái cây sau lưng anh mình, cái cây đó trái rất là đẹp nha. Còn một con bạn rất thanh tâm nó ngồi luôn á, nó ngồi luôn cái phật tịnh luôn, nó mất còn không còn là con nào. Tại bây giờ về sợ. Nghĩa là không chịu hay sao? Không có lớp. À không có chỗ để mà cho ấy. Nên bây giờ lại nó đơn giản. Nên anh Vũ thiếu gì chỗ? Không phải câu để mà để cái duyên để mà hợp cái lọc đó để có ấn cái hai câu cũng phải đơn giản đâu. À tùy cái canh đúng cái ngày cái giờ đó là cái người nào xuống mượn chứ đâu phải chứ đâu phải muốn khơi muốn vô ai vô. Đâu con bạn liên thương là ngay là thay xuống luôn á. Bởi vậy cho nên thằng phạt cái tấm đó đó có rồi. Nó tính đó, cái đâu phải đơn giản con loại điểm mà có chứ mà phải đơn giản đâu, con vô biến phải đơn giản đâu. Nhưng mình chấp cái đó nhưng mà nói đây cứ bên chân là ở bên cánh rồi. Quá tuyệt vời luôn. Em rồi, hơi bị ấy rồi. Anh chặt nhẹ nhẹ thôi. Chưa tới ngày giờ, mình hơi gấp thôi. Rồi. Uống đi mình tự. Giờ này tự chắc hơi bị chua. Ấy cha. Này nó này phải một tuần nữa hoặc hơn nó mới ngon rồi. Ô, ngọt lắm. Rồi, rồi. Đổ hơn nửa trái rồi. Ngọt giật quá luôn. Ngọt hả? Dạ. Anh chặt dừa kiểu này nhanh, có con dao một. Ngọt. Ta chọc 3 nhát, quất con nhát. Hơi chua chua phải không? Ngọt. Tại vì bản thân nó là chưa có đủ ngày giờ, nó hơi mềm. Nó mà thêm chút thời gian nó ngon.
như vàng băng cây dưa ngọt người ta rồi. Cái buồn người ta trái nhiều lắm, phải như em có mấy trái lèo tèo gì đâu. Cái buồn người ta trái là khỏi chê. Buổi trưa uống là vừa đúng ha, uống đúng đúng được phải không? Anh tách cái gáo ăn coi. Lấy dao không? Lấy dao nại luôn á, nại luôn. Nãy đây hả? Nãy, ngay chỗ này hả? Mềm nhất, chỗ này ăn chỗ này ngon nè. Ủa ăn cái đó luôn hả? Trời ơi, ăn thử coi. Gáo dừa đó non, ăn thử coi, nó giòn mà nó ngọt. Hơi chát chát, ngọt. Đó. Dừa nó non mà ăn vậy là rất là ngon. Chơi được á. Chả mạnh tại vậy. Sao cả. Ngọt giùm tặng anh không. Này cho tôi leo dưa leo cầu luôn. Tại cho bánh chanh này. Để cầu cao. Ồ cao anh có nài mới lên nổi chứ. Năm nay đó. Ừ chứ không tuột nó khó leo, nó có đủ thân đâu, có bự đâu để leo. Gáo ngon. Ngon. Gáo nó non non ăn mà ngọt. Ngọt mà giòn mà chát chát. Đang ngon vậy. Hả? Tưởng bỏ, xin lỗi. Không còn ăn mà, thôi có mình gạt cái ngoài chứ đâu gạt cái trong đó. Tưởng còn gạt cái cho cái dao sạch mình ăn cái gáo. Hồi xưa á là em chặt như vậy là em không ăn cái nha, em trẻ làm tư là có mấy con chó em nó chuyên gia ăn dừa nha, nó theo là nó canh đó nha, nó ngồi đó là em phải trẻ ra là nó nhào là nó ăn nó tha. Mà giờ hết nuôi rồi. Giờ không ăn à? Dạ, ba không cho nuôi con nào đó. À, toàn nãy giờ anh thấy mấy con chó là của người ta không vòng vòng lợi không á. Chó người ta không? À, người ta không. Cái này buồn dừa nhiêu đâu nè. Buồn dừa đáng nhiêu. Vịnh bỏ lại để nó rớt. Cây này là cây dừa đầu tiên của vườn có trái đó. Trả một dây lại chứ. Cảm ơn thôi được. Cảm ơn dừa cho được mà dây không cho. Dây để cột cái buồn khác. Ai lại dây chứ. Để một cột buồn khác. Nữa không? Nữa không? Kiếm nữa cho. Ồ, cái mới xịt canxi rồi sao? Hả? À, ý là em nói là mới xịt canxi rồi sao? Xịt canxi được chứ xịt sâu là thôi chưa dám uống đâu. Chưa dám hái cho đâu. Thêm canxi nữa. Em ráng em o nó cho nó trái nhiều chứ giờ trái hơi ít. Nói với canxi cũng phải lót phân hóa học thêm 20-25 thêm chứ đâu có để canxi không được. Mình thấy lót thêm chút hóa học nữa. Nhỏ, trái này nhỏ, trái này chưa bự. Tuyệt vời lá ổi hả? Ổi đi qua bên ổi không hạt bên đây nè, mấy cái thằng lùng bên đây nè anh cắt. Bên đây nè, bên clip bên kia kìa. Đi dọc qua clip bên đó đó, qua bên đó có ổi á. Đường dao đây. Qua bên đó thì ổi không hạt, nó thấp vậy cắt. Đợt chung màu đỏ là được rồi. Đợt nó dài còn cái nó ngắn. Đợt lúc nào nó cũng dài, nó lú ra khúc hết đó. Cái này nó lép vô. Đâu có dễ bắt đâu, có dễ ăn. Thường cái đẹp hai đứa nó canh hồ nhà mình, hồ mà có chút xíu vậy đó, mình xây một len dài á, nó bắt còn chưa được nữa. Thiên còn hay cả. Cái gì? Cái ca hả? Cái bên này nhỏ chắc cũng ra đồng ra ruộng đi bắt cá dữ lắm nè. Rắn cá rồi cái gì cũng làm, cua rồi thầy luôn. Hồi đó cuộc sống bắt phải ăn chứ đâu có nuôi. Bắt ăn nhãi chưa hết. Đó ở trên trong hang mà nó còn lại anh không, rắn nó bò ra nó khóc không.